to look at Lina Đặng Hồng Anh, University of Florida student. She is from Gainesville, Florida. Her message to the young generations is that it's okay to be a Jacksonville, Florida. Trần Kim Thảo, contestant number 2. Kim Thảo likes cooking, fishing, and travel. She is working at a beauty salon, and in her free time, she will give haircuts for free for Vietnamese. Có anh chàng nào muốn cắt tóc? Take a number and get in line. Welcome Trần Kim Thảo. Và thí sinh thứ ba. Trần Thị Mỹ Hằng. From Palatka, Florida, 23 years old, Mỹ Hằng Tran. Và đây là cái hint cho tất cả các anh con trai. Thị Mỹ Hằng đến dự thi, em muốn tìm được nhiều bạn. Said the reason she wanted to participate in the pageant today is to test her self-confidence. But by the look at this, she's no lacking in self-confidence, right, ladies and gentlemen? Yes. Và em rất thích giúp cho cộng đồng Việt Nam trên đất khách và muốn tìm tự tin hơn với bản thân. Welcome, Mỹ Hằng Tran. One of our younger contestants, only a high school student, graduating high school in 2017. Heritage. Em Trinh Mỹ Hoa đã tham gia vào để giúp đỡ cho tòa án của giới trẻ, đã giúp cho các trường tiểu học để mở những hội hè cho các em nhỏ. She is the great ambassador for the Vietnamese community. Welcome, Dinh Hoa. Thí sinh thứ năm, em Nguyễn April Nguyễn Hạnh. Nguyễn Hạnh is a 23 years old student from University of Central Florida, and she works melts our hearts. April. Bệnh viện Florida Hospital trong 2 năm qua, em đã giúp dạy học cho các em mồ côi và em cũng giúp dạy ở trường University of Central Florida.
years old from Port St. Lucie, Florida. University of Central Florida, majored in biology. She wants to attend pharmacy school and become a pharmacist. Her hobbies include cooking, swimming, and traveling. Em chồng Vi thích trở thành một pharmacist và em rất thích ca hát. Welcome, Vi Tran. Và tiếp theo là thí sinh. Please welcome Katie Kim Tuing Hardy, born in Florida. And she likes cooking, interior designing, traveling, and fashion. It's to make the Vietnamese American to be proud of who they are. Ambitions is her mission. Ladies and gentlemen, Katie Kim Tuing Hardy. Em muốn là người Việt gốc Mỹ càng ngày càng lớn mạnh và sẽ hợp tác với cộng đồng người Việt hải ngoại để phát huy văn hóa Việt Nam. Thank you, Katie. Và thí sinh số 8, em Nguyễn Thị Phương Thảo. Phương Thảo Nguyễn, 24 years old, from Orlando, Florida. She is an Asian Japanese sushi restaurant, Dragonfly. Mục đích của em, Nguyễn Thị Phương Thảo, đến dự thi ngày hôm nay là em muốn kết được nhiều bạn, đóng góp tài năng của tuổi trẻ cho cộng đồng Việt Nam. Giữ gìn và phát triển truyền thống của người Việt Nam. Welcome, Phương Thảo. Và thí sinh số 9, Tôn Nữ Tuyết Nhi. Tôn Nữ Tuyết Nhi, 20 years old. Major in nursing. Her favorite pastime is swimming. She also likes to cook and going out with friends to eat. Em Tuyết Nhi đến với cuộc thi Hoa hậu ngày hôm nay là cũng muốn kết được nhiều bạn bè, học hỏi kinh nghiệm qua cách đi đứng, ăn nói của người con gái Việt Nam, và đặc biệt là em muốn giới thiệu văn hóa phong tục Việt Nam đến các nước bạn. Thí sinh số 10, em Phạm Yến Linh. Seventeen years old, Orlando native, England Phạm. Piano for 6 years. She also enjoys dancing. And gentlemen, she is music to our ears, Yến Linh Phạm. Em Phạm Yến Linh, mỗi năm em đều tham gia giúp cho Tết của cộng đồng Việt Nam ở Orlando. Thí sinh số 11, em Huỳnh Thương Thương. Please welcome Thương Nguyen, 17 years old, Orlando, Florida. New to the Vietnamese community. She
told us that she cherished her time here at the Passion and the opportunity to make new friends, and she will be a lot more involved with the Vietnamese community from now on. She likes to cook, travel, and she dreams of becoming a fashion designer. Thu Nguyen. Thí sinh thứ 12, em Triệu Beverly. Years old beauty from Mirabel University of Central Florida student and majoring in event management and hospitality, art, welcome Beverly. Number 13, Tina Yibo. She's also attending the University of Central Florida. She's majoring in health. She's staying fit by maintaining a healthy lifestyle through working out and having a balanced nutrition. Let's bear witness to her fitness. Tina Yibo. Rất thích làm việc cho cộng đồng và một cái ấn tượng sâu sắc nhất của em trong khi giúp cộng đồng đó là làm việc tại chùa Pháp Cú. Em luôn luôn đến đó để giúp dọn dẹp sau những chương trình ở chùa Pháp Cú đã tổ chức. Thank you, Tina. Last but not least, thí sinh số 14, Võ Thị Nhật Vi. Beauty. Color is blue, and hence her dress. Để chăm sóc về sức khỏe của chính họ. Thank you, Nhiệm. Cảm ơn người bóng thí sinh. That's our 14 contestants. Now we would like to invite them all back to stage. Và đây quý vị, để làm cho lại được công bằng đó quý vị. Quý vị lộ vỗ tay. You have to get loud, ladies and gentlemen. Yes. Get loud. Các em đã hy sinh thời giờ quý báu của tuổi lại nguồn gốc cội nguồn của chính các em, đó là nước Việt Nam. Thank you, ladies.